Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với Hugakia Gaming. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa về Block Food. Dành cho bạn nào mà đang thắc mắc là sao anh Hùng ơi, cái video gần đây mà là video so sánh giữa ác 1.000 cùng với lại là ác 100 triệu của anh xóa bị bay mất rồi. Thì đơn giản là tôi bị YouTube gõ gậy cộng đồng các bạn ạ. Nói chung là khá là buồn, nhưng mà cũng rất là may. Đầu tiên mình đọc thì mình tưởng là nó ban mình đăng video một tuần cơ, nhưng mà hóa ra sau khi mình nhìn kỹ thì là nó chỉ cảnh cáo mình thôi. Nó bảo là lần sau mà mày dính nữa thì là bố cho mày cút. Nhưng mà hiện tại nó gọi là thương tình thì nó vẫn cho mình đăng video trong dịp Tết. Nó thật với các bạn là Tết thì các bạn có tiền mừng tuổi, cho nên là bọn tôi kinh doanh là nó cũng gọi là khấm khá lên. Nên là nếu như mà làm video mà kiểu bị ban một tuần thì đúng là nó thật sự là một cái Tết buồn đấy các bạn ạ. Với cả là Tết thì các bạn cũng có vẻ là xem đông đông dạo này, ít nhất là dạo này là đợt xem đông đông. Cho nên là nếu mà bị ban là khá là buồn, nhưng không sao các bạn nhá. Mình bị mất cái video ấy rồi thì mình cũng chả đăng lại nữa, tại vì đăng lại nhiều bạn xem rồi, nhưng mà bạn nào chưa xem rồi các bạn thông cảm mình nhá. Đừng quên để lại cho Hùng xin một like, đăng ký để Hùng có thể gọi là mẹ vượt qua nỗi đau này. Và nhân dịp là tôi bị đánh gậy cộng đồng, hôm nay tôi rủ đến đây là một YouTuber mà bị gõ nhiều gậy cộng đồng hơn cả tôi. Đó là Naxxus. Naxxus chào mọi người. Ok, đây thì đây là một YouTuber cũng bị gõ gọi là 3-4 gậy tổng cộng các bạn ạ. Tổng cộng phải 6-7 gậy rồi anh ơi. À rồi. Bị gõ đến mức là bay mất một kênh. Và hiện tại Naxxus đang làm kênh thứ hai là Naxxus Roblox 2 các bạn nhá. Rồi lại đang bị gõ tiếp, thế là lại đang làm sang Naxxus Gaming rồi. Nói chung là đổi nó gọi là quay như trong chóng luôn. Hôm nay mình sẽ rủ Naxxus vào để solo PVP. Bọn mình sẽ làm một cái kèo PVP 5 hiệp, tức là BO3 đấy các bạn. Và chúng ta sẽ, nhưng mà cứ PVP hết cả 5 hiệp nha. Và chúng ta sẽ PVP bằng trái ác quỷ mà nó sẽ ngẫu nhiên theo chữ cái đầu tiên mà chúng ta sẽ quay ở trong cái vòng quay may mắn. Và mỗi lần mà mình thua Naxxus 1 hiệp thì mình sẽ giveaway một trái ác quỷ Kitsune vĩnh viễn vào trong server Discord tân thế giới của mình. Đấy, link ở dưới mô tả các bạn nha. Nên là nếu như mà bạn nào mà có chưa đăng ký, chưa tham gia hoặc là chưa like đăng ký cho mình thì like đăng ký đi, sau đó tham gia vào Discord tân thế giới nha. Hôm qua tôi vừa ghi vào quay 5 trái ác quỷ Kitsune các bạn ạ. Và tôi thấy khá là đau thận. Dạ, đau rất đau. Ok, bây giờ hiệp đầu tiên. Thì tôi nghĩ là, anh nghĩ là này, hiệp đầu tiên ấy thì mình làm một cái hiệp mini thôi thì cứ tính vào tỷ số luôn. Nhưng mà mình làm một cái hiệp theo cái kiểu là mình chơi nhân phẩm một tí không Naxxus? À mà thực ra cái kiểu là nhân phẩm à? Đúng rồi. Em tạo ra đúng anh thôi. Thì nhưng mà bây giờ cái vấn đề là đây là random mày thua, nhưng mà dặn trái mày ngon hơn thì cũng đâu là phải là thua đúng không em, đúng không? Đấy, ở cái gọi là chuyên mục random mà PVP này thì các bạn không cần phải được trái đắt, mà các bạn chỉ cần được trái có giá trị để đánh nhau thôi là được các bạn ạ. Đôi khi các bạn được trái đắt nhưng mà nó cũng lỏ lắm. Đi, thì bây giờ mình sẽ cùng Naxxus ra đi random và để xem là gọi là bọn mình sẽ được trái quỷ ra. Naxxus random trước đi em. Ok, em ra đường trước nhá. Ok. Cái gì đây? Em cho anh xem trước không? Cái gì? Nếu anh đừng chơi chịu ơi. Tôi chịu ơi. Đợt tên thì là được đi, anh chịu thua em rồi. Kilo đi, kilo đi. Rồi, kết quả là đi sẵn. Tỷ số là 1-0 cho Naxxus. Rồi, bây giờ các bạn có đường của trái Kitsune rồi nha. Tôi không ổn rồi các bạn ạ. Tôi thì tôi cũng cố gắng gọi là giữ tí, gọi là giữ tí rau tí bún cho tôi thôi. Tôi phải đổi đổi sang quả phụ kiện tăng sát thương của trái đã. Phụ kiện tăng sát thương của trái, cái nào tăng nhiều nhất nhỉ? Cái nào ấy anh, để em dùng ấy. Hình như là cái khăn cổ nhạt màu á. Em mà có áo tràng dâu đen á, nó không tăng tốc độ nhưng mà nó tăng tận 600 máu, 600 năng lượng, xong rồi tăng thêm cả sát thương trái. Có anh ơi. Ôm mày có à? Có anh ơi. Đéo có. Mình phải mặc áo Katakuri ạ. Chết tao rồi. Được rồi, không sao. Rồi chắc mình đội cái mũ Santa đi, trông cho nó gọi là lịch sự tí ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ solo cùng một thằng cầm trái 2.8 triệu. Trái tôi 7.500. Ok, hiệp 1. 3, 2, 1, bắt đầu. Ok, chúng ta cũng chơi tổng V4 đấy các bạn. Chiêu ơi, chiêu ơi, mẹ. Không được, quả trái dao cạo gió đấy, mẹ. Quả trái dao cạo gió đấy, mẹ quá. Chúng ta sẽ không dùng sát thương của trái, sát thương của võ với sát thương của kiếm nha các bạn. Chúng ta chỉ dùng sát thương của gọi là, chúng ta chỉ dùng sát thương của trái quỷ thôi nha các bạn. Tôi làm choáng rồi. Đấy ơi, Slasher. Không được rồi. Yes. Thật sự là hiệp này khó quá, hiệp này không thể cân được. Trừ một có trái cân Kitsune. Bằng. Không thể cân bằng nổi các bạn, là cái chênh lệch là quá lớn.
chị bảo mẹ một trái mấy trăm nghìn tôi còn có cửa chứ mẹ trái trái 5.000 à 7.500 ạ. Ok, như vậy tỷ số là 1-0 cho Đăng Sơn và tôi đã trừ một trái Kitsune. Đúng là tôi là sao tôi nghĩ là không nên chơi kiểu random PVP đấy các bạn, nên là random xong rồi là tính tỷ số trái quỷ thôi. Ok, đây thì đây sau từ kể từ hai chúng ta sẽ có một cái vòng quay, đây là bảng chữ cái gọi là tiếng Anh các bạn ạ. Bắt đầu tôi đéo thuộc bảng chữ cái, tôi bị thiếu một chữ y, tôi phải đi search bảng chữ cái. Thì đây chúng ta sẽ quay để sở hữu cái trái quỷ có chữ đứng đầu là cái chữ này nha các bạn nhá. Nếu như mà chữ nào mà không có thì chúng ta sẽ quay lại nha. Ok, bây giờ sẽ là để mình gọi là quay trước Đăng Sơn để xem là mình được trái gì nha. À, chúng ta sẽ tính ở trái gọi là chữ tiếng Anh nhá. Tức là chữ chữ tiếng Việt là không tính đâu nha. Chữ gì à? Chữ gì có trái quỷ gì không? Chữ gì á? Ồ! Là G hay H? À ok. G. Do là ban đầu mình quay chữ gì nhưng mà chữ gì không có nên mình đã quay lại các bạn nhá. Ok, G tôi vừa nhìn thấy là có trái God này. Có trái Gravity này. Ồ, từ. Sao thì mẹ về trái Dragon lại không phải là Dragon mà lại là Dragon nhỉ? Cay thật. Ok, mình được chọn hai trái các bạn ạ. Mình được chọn trái Gravity với cả là trái God. Mình nghĩ là mình dùng trái God các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ chọn trái God đi. Lý do là bởi vì trái God có hai mạng, trái Gravity tôi nói thật các bạn là tôi từng dùng thử rồi. Rất lỏ, tôi dùng hết mẹ mấy trái dưới chị 1 triệu rồi, đây là bây giờ tôi sẽ trang bị nha. Ok, đây rồi, tôi có hai mạng là tính là anh hai mạng đấy nhá. Nó là năng lực của trái quỷ em ạ, nó gọi là tính đăng. Bây giờ Naxxus sẽ, đến lần Naxxus sẽ quay trái quỷ đi. Ok, giờ em quay à. Ok. Trái gì nào? Trái gì đấy? Chữ Y anh ơi. Chữ Y là trái gì ngắn nào? Chữ Y ngắn á. Đúng rồi. Y ngắn hình như là, à, trái ai? Ủa mẹ combo Z thế. Trái ai? Chịu ơi, tạt trái combo Z nhỉ? Nhưng mà được dùng mỗi ai thôi mà anh, trời ơi không được kết hợp. Thì nhưng mà ít nhất là mày có quả đóng băng với quả C lúc nào cũng trúng rồi có lệch được đâu em. Nhưng mà đam làm sao đủ sốc được thôi, được nhưng, rồi, nhưng, ok. Nhưng mà trái ai có quả combo là đánh thường được các bạn ạ. Trái ai có quả combo đánh thường được cũng quỷ. Hợp lý. Là kết hợp, nếu mà các bạn là kết hợp tốt các bạn sẽ xem kẽ mới phát chém thường được. Ok, đã sẽ chọn ai đúng không? Cất cái vũ, cất cái võ vào em ơi. Anh thấy mày đang cầm cái võ nha. Cất cái võ vào trong người. Cất rồi anh, cái đây. Cất, mày không cất. Ok, thôi, bây giờ ta sẽ cùng làm hiệp 2. Đấy, chắc chắn là tôi sẽ báo thù các bạn, tôi không thể thua trái ai được. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Tổng V3 chứ không được tổng V4 em. Ok anh. Thằng này kiểu gì nó sẽ có quả là mẹ mày tốc biến thằng nó V vào cho xem các bạn. Đấy. Ơ, à, quên. Ủa? Mình chưa bật PP. Trời ơi. Lộ bài thôi. Thôi, thực ra là cái bài ai ấy em, nó có đúng một cái bài tốc biến vào V thôi, nó không có cái bài, nó có cái bài khác nữa đây em. Ok, ủa, nhanh dậy. Ok, vào. Vô. Hai con ma Sivrim Possession. Có phải đóng băng cũng ok. Ok. Đóng băng phải con ma rồi. Mình nhầm con ma. Mày. Mày Sivrim Possession. Hủy ngay combo này. Ây da. Từ. Bây giờ mình là cái nào để C được ta? Ây da. Tiếm. Bị cái rồi. Bị xóa. Bị phá combo ạ. Đây ma. Ui mấy con ma. Severing Possession. Ây da, tê, nó có đánh thường ạ. Nó có đánh thường ạ. Ây ôi, tôi chết rồi. À nhưng mà tao có hai mạng, tao quên. À quên rồi, mình có hai mạng. Đúng rồi. Mình có hai mạng, không gì phải sợ cả. Mình có hai mạng mà lo gì. Đấy rồi. Ây da, thôi, xong rồi. Ok. Rồi. Rồi. Ây da. Cái đèn. Chiêu thôi. Ây da. Ây da. Anh hùng căng da. Ây da. Từ, hồi máu. Ma. Possessor. Tè luôn cái hai mạng. Tao spam đến mức mà tao đọc nhầm tên chiêu á tụi mày. Ôi tính ra anh tưởng anh thua rồi. Nhưng mà mình có hai mạng, mình quên mất. Hai mạng đảo rồi đấy. Mình bị sắp cái mình được hồi nửa máu luôn.
Ôi ngon. Kiểu điên. Cái quả tộc tinh thần thì cũng hợp với cái trái này các bạn ạ. Kiểu câu câu giờ có hai mạng xong mình hồi đầy máu á. Cũng ngon. Ok các bạn, tỷ số là 1-1. Tôi không bị trừ một trái Kitsune rồi. Mà yeah. Naxxus sẽ bị trừ một trái Kitsune và Discord của mình các bạn nhá. Đó. Chết đòn. Naxxus trừ một trái rồi. Rồi, tôi sẽ lại chọn trái quỷ tiếp nha. Bởi vì là đằng nào tôi là người chiến thắng. Mà người chiến thắng thì phải rộng lượng vậy là kẻ thua cuộc. Chữ R. Và trái trước rồi anh. Hình như có chữ R hay sao ấy. À, Rambo. Rambo. Một mình trái Rambo chả làm được cái gì cả. Ấy, nhưng mà Rambo nó có 3 chiêu tốc biến nha, em đừng quên nha. Okay, nó là dạng giá trị nha. Ok, bây giờ tôi sẽ trang bị trái lôi vào nhá. Đây. Nguy hiểm chưa? Sợ chưa? Ok, bây giờ sẽ đến Naxxus quay trái quỷ nha các bạn. Và trái của mình sẽ là Trái gì vậy? Chữ M anh ơi, chữ M là trái gì anh nhìn hộ em? À, có magma các thứ ở đấy, thế là mày phải chọn rồi. Có magma thôi sao em ơi. À có mammut. Ôi vãi, trâu đấy. Mammut, ok em chọn mammut. Mày có thể chọn magma cho game dễ tí được không? Thằng này toàn được trái quỷ đắt hơn mình cơ. Đó vãi rồi, tôi được trái 2 triệu 1, được hẳn trái 2 triệu 8 ạ. À 2 triệu 4 ạ, cay thật. Thôi được rồi, các bạn ạ, tôi biết số phận của tôi nằm ở đâu rồi. Nó nằm ở việc là bây giờ thằng này mẹ nó biến thành con mammut, nó đấm tôi thì đúng là như con các bạn ơi. Có option là bây giờ do là mammut có đánh thường nên tao cũng được đánh thường không mày? Không nhá. Trừ một Kitsune tiếp. Trừ một Kitsune à, không ok lắm đâu. Bật PV cho em. Rồi anh ơi. Ok rồi, 3 2 1 rồi, em cứ vào nào tùy thích đi. Hay là bây giờ em đánh mammut ở dạng người đi em. Em đừng biến voi. em đừng biến voi. Thôi mình chơi phải hết sức. Phải xem mới. Ok em, ok em, ok em. Ok, ok em, ok em. Rồi. Ôi xong. Anh không biết là cái trái voi này nó miễn nhiễm à? Ơ nhờ. Nó có quả chiêu đấy miễn nhiễm ấy nhờ, miễn nhiễm choáng nhờ. Nhưng mà vẫn ăn đam. Mày mà giữ thế là mày chết em ơi. Ây da. Từ mấy chiêu này nó làm mình bị đứng lại các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà cứ giữ chiêu đấy là không ổn. Nhưng mà nguyên voi mammut thì mình cũng không sợ lắm các bạn ơi. Nguyên voi mammut thì mình cũng không sợ lắm. Mấy thằng mammut mình hay sợ là nó có thêm cả đánh thường ấy. Nhiều khi nó làm mấy pha combo ấy. Nguyên voi mammut thôi thì tôi cũng một chút gọi là chơi được ấy. Ây da. Thế dùng mấy chiêu này bị delay cái động tác lại mà không ấy ạ. Mà nó không choáng. Mình bị delay động tác mà nó không choáng. Nhưng mà anh nhiều tốc biến lắm em ơi, anh nhiều tốc biến lắm. Nhiều tốc biến nè. Nhiều tốc biến lắm em ơi. Ây da. Điều được tốc biến này nhưng mà voi nó khỏe quá. Này đâu trâu điên anh ơi. Tôi được trái 5 mù, tôi đã nghĩ là tôi đã có một cái chiến thắng gọi là thuyết phục vì trái 5 mù nó cũng mạnh. Tôi đi gặp tôi voi mammut. Mẹ nó mà đánh quả. Nó mà đánh quả magma là tôi thắng rồi đấy. Được rồi, không sao, tỷ số tạm là 2-1 dành cho Naxxus thôi, tạm thôi. Tôi lần này nhất quyết là tôi phải có một cái chiến thắng thuyết phục. Nên là tôi hy vọng là sẽ là một cái chữ để nó ngon ngon một tí. Sau này là chữ O. Chữ O thì nó sẽ có trái quỷ gì nhỉ? Ô, nó nhảy có chữ B các bạn ạ, nó đéo phải là chữ O. B Portal. Portal Phoenix. Theo các bạn là mình nên dùng trái Portal hay là trái Phoenix hay là trái Pen để các bạn nhỉ? Có 3 trái. Nếu mà Portal mà đi cùng võ thì nó thật với các bạn là nó là trái quỷ. Nhưng mà nếu mà không có võ thì tôi nghĩ là không nên. Hay là thôi, theo như các bạn vote mà tôi nghe thấy hệ tâm linh nó bảo thì là tôi nghĩ là trái Phoenix các bạn ạ. Tại vì trái Phoenix với khả năng hồi phục thì thằng này nó đánh tôi chắc cũng gãy tay tôi mới chết đấy. Thì anh sẽ chọn Phoenix, đấy là Naxxus chọn đi. Ok. Rồi, đây sẽ là lượt mà mình chọn trá quỷ nha các bạn. Và để xem lần này sẽ là chữ đây. B A đi. A trái gì ta? A. A làm gì có trái nhở? A hình như là A không có em ơi, quay lại đi. Chữ gì đấy em? Chữ V để xem nào, lần này là Venom. Yes sir. Ây da, toàn cháy mạnh cũng mạnh nữa chứ thề, toàn cháy mạnh thôi. Uầy. Nó gọi là đẳng cấp luôn đấy anh Hùng được, ơi. Được, không sao em ơi. Venom á. Em mà hết nộ á thì em cũng ở cái dạng nó cũng phế phế thôi em ạ. Em chỉ có cái thanh nộ để spam vài chiêu thôi. Anh có khả năng hồi phục.
anh có khả năng hồi phục. Phục. Rồi anh cứ tự tin thế đi nhé. Anh tự tin mà. Bây giờ một con rồng đấu với một con phượng hoàng. Ui, phượng hoàng kết hợp với cả tộc thiên thần nữa. Thế đấy, anh bảo mà anh đang không sợ lắm đâu, anh không sợ lắm đâu. Không sợ lắm đâu à? Ok chưa? Ok chưa? Anh bật PP đã từ từ đợi 3 giây đây. Ok, đợi 3 giây. 1. Ok rồi, mày hồi đấy thanh độ chưa đúng không em? Chưa. Thế thì mình đánh thôi. Ừ, thế chưa rồi thì mình đánh thôi. Chưa mình đánh thôi. Tao biến phượng hoàng luôn, tao chả nhường đâu. Tao chả có dạng người đâu. Mày. Mày. Ờ hình như là còn chưa ép ra để tấn công đúng không nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi. Ây da. Từ. Mình sẽ dùng tộc trước nha các bạn nha. Mình dùng tộc trước xong rồi lát nữa mình sẽ dùng chiêu X sau. Bay về thì bao giờ mới trúng chiêu. Thì bây giờ anh là phượng hoàng mà phải chịu thôi, anh phải được bay thôi em. Trái anh không bay là nó trừ một nửa sức mạnh rồi. Anh hồi máu. Anh không bay vào sự độc luôn chứ em. Anh biến thành phượng hoàng là anh bay phát là thoát rồi à. Ui ôi. Nhưng mà quả hai trái đánh nhau tôi không biết bao giờ mới có thằng chết các bạn ạ. Trừ khi nào tôi hết mana thì chắc là mới có thằng chết thôi. Ây da. Chứ bây giờ kiểu gọi là sao nhở? Chúng đòn. Bây giờ kiểu mẹ một trái thì hồi phục cao vãi lìn, một trái thì trâu vãi lìn, thì bây giờ đánh nhau bao giờ chết hả? Đánh nhau bao giờ chết hả Nam Sơn? Để tôi hạn chế Sky thôi, để tôi đỡ bất tử chứ không. Ui. Ấy ôi, nắc sớt nó. Nó trừ máu đau. Ai à. Ui nó đốt còn phá cả chiêu hồi máu của mình luôn ạ. Ai à. Ai à. Dính thêm miếng này thì nắc sớt này. Nắc sớt nè. Ừ. Ai à. Ai à. Anh ngủ hết rồi thôi. Ai à. Anh ngủ hết rồi. Ai à. Đừng gọi fan vào cứu đi. Ai à. Được, không sao em ơi, được không sao em ơi. Máu anh đầy rồi em ơi. Em vào đây. Máu anh đầy rồi. Lại chơi tiếp. Hiệp nữa, hiệp 2. Đây rồi. Ây da. Ơ, cái gì đây? Hỏi chấm. Anh đi xuống dưới à? Tao bị bay dưới rồi. Anh bay dưới rồi, giờ sao lên chơi? Anh rờ lên là được, rờ lên. Không nhìn lên mà rờ được em ơi. À đây rồi. Rồi. Từ từ chưa được. Chúng ta tạm hóa cao bát tí cho anh rờ lên phát. Đấy gọi là đấy, đấy sao hồi anh. Không rờ lên được em ơi. Chưa hồi sao ấy? À. Đéo phải, biến phượng hoàng mình không rờ được, cay thật. Quên sư mất ở dạng người, cái chiêu ép của mình có phải chiêu tấn công đâu, mình cứ spam chiêu ép. Cay thật. Anh Hùng nè, đốt đau chưa anh Hùng ơi? Đau. Nó còn bị chóng mặt nữa, anh bị say ô tô em ơi, anh say ô tô em ơi. Anh say ô tô, em làm quả mẹ độc như này, anh nhìn nó bị, nó gọi là bị tiến đình ấy em. Mày nè. Say ô tô là sao? Trời ơi, nó biến thành quả rồng độc đánh bị giảm nửa đam. Thế con rồng này trâu điên thật các bạn ạ. Rồng này trâu như rồng ấy. À nhưng mà nó là con rồng mà. Nhưng mà rồi, nó trâu. Hết độ đấy. Nó trâu như dragon ấy. Anh nhiều khi anh cũng phải về dạng người em ạ, không phải hết mana. Anh cũng, cuộc sống anh cũng khổ lắm em, cuộc sống anh cũng có ổn đâu. Ây à, cuộc sống anh cũng có ổn lắm đâu. Anh Hùng hấp hối chưa? Anh chưa, anh ok. I'm ok, I'm fine, quỷ chân à. Ui, đau vậy? Rồi anh hết mana anh không hồi máu được đúng không? Không phải hết mana anh không hồi máu được mà là mày phá mana của tao. Đừng hồi. Thế mình hồi máu đến cái mức mình hết sạch mana luôn các bạn ạ. Mình hồi máu đến cái mức mình hết sạch mana luôn. Bây giờ tao còn không ở dạng phượng hoàng được nữa, tao chỉ được đánh ở dạng người thôi mày ạ. Đây ơi. À. Đến đâu vậy? Tôi đánh nhau đến cái mức mà tôi không được ở dạng phượng hoàng nữa các bạn ạ. Tự nhiên pha cuối đau vậy, không nghĩ pha đấy chết luôn á. Không, cũng chỉ được có 2000 em ơi. Thế phượng hoàng này đánh cũng được các bạn ạ. Đúng ra là mình mạnh hơn đấy, nhưng mà tại gặp trái Venom nó cũng khắc tinh. Thế cái trái Venom có quả chiêu nha, em chỉ cần dính một cái sợi độc vào anh thôi là anh bị hủy. Ôi thề, bây giờ tôi mới biết là trái Venom nó bẩn đến như vậy luôn các bạn ạ. Nó cứ chạm một cái là thì là nó cứ chạm một cái là hủy luôn chiêu. Gặp trái khác thì làm gì nó hủy được đúng không?
Thật ra khác là phải dính hẳn chiêu với Hủy. Đây là kiểu mình dính rồi nhá, kể cả là mình chạy được ra rồi mà mình bấm vào đúng lúc mà mình vẫn đang bị độc đốt là mình bị Hủy. Cay thật. Ok, như vậy là tôi giữ được thêm một cái đề nữa rồi. Bây giờ em thua thì em quay trước đi. 22 à? Ờ ok, 22, vậy thì em quay trước đi em. Ok anh. Chỉ cần nó có trong bảng ác trái quỷ thôi. Đúng rồi. Chữ F là gì ta? Từ Falcon F à? Đừng nói Falcon. Falcon Flame. Flame. Falcon với Flame em ơi, chọn được một trong hai thôi. Không sao, ông nhưng mà Flame nó là chùm spam anh ơi. Cháy lửa ông cửa quỷ chứ? Quỷ chứ anh. Ok ok. Rồi anh quay đi. Rồi đến là anh nha. Nạc Sơn ơi. Nạc Sơn. Thế thì anh. Em biết anh được chữ gì không? B, chữ bo. Không. Anh vừa được chữ E thì là không có đúng không? Ừ. Chữ E thì nếu như anh nhìn không nhầm là không có đúng không? Ok, như vậy ban đầu mình quay được chữ E là không có các bạn nhá. Còn chữ tiếp theo, tôi được quả chữ để trả thù lại Nạc Sơn. Tôi được chữ D. Ghê vậy. Nào. Với cả là Dragon. Thôi. Tôi sẽ không chọn Dragon bởi vì các bạn biết đấy. Đó là tôi cần phải trả thù lại cái quá khứ đau thương. Đây, sao? Chữ D của... Chữ D của anh đây em, chữ D của anh đây. Chúc em may mắn. Rồi, trái tủ okay của anh. À. Thực ra trái này tôi nghĩ là thằng YouTuber nào cũng biết PVP bằng trái này thôi các bạn ạ. Nó quá dễ mà. Ờ, lui ra tí đi em, lui ra tí đi. Em chơi bẫy anh à? Em tính cái hội đầu anh luôn từ đầu à? Cháy lửa anh. Này, cháy lửa này là không có combo choáng các bạn. Cháy lửa này là chỉ có combo gọi là kiểu tấn công tầm xa kiểu rỉa máu thôi, chứ combo choáng của nó là nó hơi khó. Em được dùng võ để di chuyển không anh? Tất nhiên là không rồi em. Nãy tao dùng được võ là tao đấm chết mày rồi. Ok anh. Ok ok rồi nha. Bây giờ 3, 2, 1. Rồi. Tôi sẽ xin luôn một cái thế gọi là một cái round. Một cái round thắng. Tôi sẽ xin luôn một cái thế, một cái round thắng xong rồi là tôi tôi gọi là đi nhặt xác quỷ một cách easy. À. Ghê. Ghê. Nhưng mà cái chiêu Mochi này đúng kiểu là counter của mấy thằng bay lên trời luôn á em ơi. Okay, counter luôn á. Bay lên trời còn hơn là ở dưới đất anh ơi. À. Kinh. Căng. À em canh rồi, em canh rồi. Ấy à. Em canh rồi. Ấy à. Thế em hủy skill anh mà. Anh không. Càng ai. Chúng ta gọi là thư tao một tí được không? Cho anh hồi máu đi em. Anh ổn mà em. Đấy rồi. Tôi đấm được quả mẹ mày gọi là combo vạn một quyền vào rồi. Ừ. Ai da, nó có tổng người cá, các bạn ơi. Quái ôi thề, quả tộc đúng kiểu counter luôn. Thực ra là bây giờ nó không counter lắm các bạn ạ. Bây giờ nó cũng đỡ counter rồi. Nhưng mà thề luôn. May cái trái Mochi để có quả một động thức quyền cứ kiểu chỉ cần các bạn nhảy lên trời thôi là nó thành cái dạng đấm xuống đất đi. Chứ không thì đúng là đéo đánh được cháy lửa luôn các bạn ạ. Đây. Đây. Thôi xong em Nạc Sơn. Thôi xong em Nguyễn Di Lâm của anh rồi. Xong em Nguyễn Di Lâm của anh rồi. Đấy rồi. Một cái lợi thế. Anh à. Một cái lợi thế. Ừ anh đéo hiểu sao. Bây giờ mình dính cái mấy cái chiêu vào đây anh, đúng là anh không dính thật. Anh cần với Ripping ra rồi. Đấy rồi, ô kìa. Ô kìa, đấy rồi, câu hết tàu cá. Ừ. Bây giờ tôi chỉ cần một phát đấm thương thôi, chúng thôi. Boom, ai ào hụt. Hụt. Một động thức quyền thì chúng đem. Một động thức quyền là chúng đem. Yeah. Cũng đúng, cháy lửa nó chỉ có chiêu kiểu định hướng thôi, nó không có chiêu choáng. Nay em không giúp các bạn có được nhiều hơn 2 trái rồi, nhưng mà không sao, các bạn có 2 trái là ông có cái ấm to rồi. Thế đầu tiên tôi tưởng quay được chữ E, tôi tưởng được trái cùi các bạn ạ, nhưng mà chữ E không có trái nào, thế tôi quay thêm phát nữa được chữ D. Ok, đấy nhưng mà khá là may được quả cuối được chữ D, chứ trái khác tôi nghĩ tôi lại thua đấy các bạn. Đây, Z này, Z-G-R-P-E-D. Ok, gì? Cái gì đâu, trái quỷ từ quay.
Lớp đâu đó là cháy, cháy bao đốm. Server anh hay còn cháy bao đốm em ơi. Nhường anh đi anh ơi. Sao mẹ lại nhường thế? Ơ kìa. Đó, tránh sáng đâu, cháy đây cháy rào chắn em ơi. Rào chắn đây, em bảo nhìn sáng sáng biết rào chắn rồi. Ờ lỡ đâu nó là cháy bao đốm sao em? Nó kiểu lỡ đâu nó... Bao đốm đâu. Nó bị đột biến em. bao đốm bị bệnh lợn tay xanh chẳng hạn. Chẳng hạn. Đội trưởng đội lạc quan đấy chứ. Không, bây giờ chúng ta làm một hiệp mini đi cho em gỡ gỡ kèo đi. Bây giờ chúng ta cho chọn trá quỷ bất kỳ thì em chọn trái gì? Cho chọn trá quỷ bất kỳ á? Ờ. Khó nhỉ, cho chọn bất kỳ thì anh thắng luôn rồi. Thôi em thế được, em chỉ biết spam một bao đốm ấy. Bởi vì được, kết hợp bây giờ hai thằng mình đấm nguyên bao đốm, chỉ biến bao đốm thôi, xem thằng nào spam chiêu chuẩn hơn. Chào. Anh spam chuẩn hơn là chắc. Không, thì thử đi. Ok. Nào, cơ hội đây em. Rồi. Bật PV cho em. Chưa anh ơi, rồi. Ok, và bây giờ tôi cùng Naxxus sẽ làm một hiệp gọi là bao đốm spam, thằng nào spam chuẩn hơn nữa các bạn nha. Tôi nghĩ tôi đéo chuẩn hơn đâu, tại vì dạo này tôi có chơi bao đốm đâu. Rồi. Em nghĩ mà. Thế à, 3, 2, 1, lesson. Ok, rồi. Rồi. Thì đây là thằng nào spam bao đốm dính hơn à? Anh à, chưa thằng nào chúng nó chiêu nhau này. Chả dính nó chiêu nhau này. Đấy rồi, ok à. Tân hút đây. À đây rồi. Ừ, anh cũng dính rồi. Ừ, hình như mình dính chiêu đều nhau hay sao em ơi. Ây da, tôi chết rồi. Tôi thua một chiêu ép. Ừ, tôi thắng một chiêu bỏ ảnh pháo. Tôi thắng một chiêu giữ ảnh kích. Ừ, tôi thắng một chiêu tốc biến. Ừ, tôi thắng một chiêu gọi là tốc biến nữa. Ây da. Dư ảnh cước này. Dư ảnh kích này, bộc ảnh pháo này. Ừ, tốc biến này. Ây da. Dư ảnh cước này, bộc ảnh pháo này. Ừ. Ừ. Dư ảnh kích. Ây da. Bộc ảnh pháo. Ây da. Từ. Ây da. Từ bình tĩnh. Dư ảnh pháo. Yeah. Yeah, anh còn 5.000 máu các em ạ. Chưa kịp loát là ông ấy ở đâu mà chiêu chúng ngoài rồi. Yeah, tôi thắng được kèo solo vào đốm rồi. Nhưng à, kèo này tôi quên chưa nói, kèo này tôi sẽ trừ đi một trái kitsune các bạn ạ. Đấy, nói vậy thôi. Đấy, ok. Đấy là anh Hùng không danh chính với các bạn fan nha. Ok, tôi nói chiều thôi. Nhưng mà như vậy là mình sẽ giveaway hai trá quỷ Nakisune vào trong Discord trên thế giới của mình. Các bạn có thể vào Discord để tham gia nha. Và các bạn nhớ like và đăng ký để tham gia nhá. Chưa like và đăng ký là tôi gọi là tôi với thằng nào trúng GA mà chưa like và đăng ký tôi sẽ chả làm gì cả, tại vì đầy đứa nó không like đăng ký, nó bảo nó like rồi tôi cũng chịu, biết sao giờ. Biết sao giờ. Cho anh ơi. Biết được là nó like hay không em. Ok, thôi chắc có lẽ là video của mình sẽ kết thúc lại đây thôi. Thì nhân là cảm ơn Naxxus đã tham gia video này cùng với anh nha. Các bạn nào mà có chưa biết Naxxus có kênh mới thì nhớ đăng ký kênh Naxxus Roblox 2 nha. Thật ra mình nghĩ chắc là cha Naxxus Roblox nó vẫn ra thôi, tại vì kênh kia cút được còn đâu. Ok, còn bây giờ thì video mình sẽ kết thúc đây thôi. Nếu bạn thấy yêu quý được kể lại cho anh xin một like và đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc các bạn lành. Bye.